cho nên Thái tử Hoành Sương chính là người đầu tiên xuất thủ. Mà hành động của hắn cũng lập tức đốt cháy chiến trường bởi vì Trần Khuynh Địch xuất hiện mà trở nên yên tĩnh. Ôm, ông ầm Là ngươi, Trần Khuynh Địch trừng trừng hai mắt, lập tức nhận ra kẻ trước đó đã kịch chiến với hắn ở Tây Cương Đạo, cuối cùng bị hắn đánh cho chạy chối chết kia. Không cái gì Thái tử, cơ hoành Dương. giống cự long màu đen ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo sự bi phẫn cùng với tức giận nồng đậm, trong khi vảy rồng đóng mở, toàn bộ cơ thể rồng to lớn đều phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Rõ ràng chỉ có chiều dài hơn 10 trượng, nhưng lại phẳng phất như là vô cùng khổng lồ, tràn đầy giữa thiên địa, bộc phát ra khí thế bá liệt như lửa. Cự long màu đen hít vào một hơi, liền hút khô thiên địa nguyên khí ở bốn phía, sau đó lượng thiên địa nguyên khí này trải qua sự rèn luyện của cự long, hóa thành khí huyết hùng hậu gào thét mà ra phảng phất như một đầu thiên long thái cổ chân chính dáng lâm đến trần thế, treo cao cao ở trên bầu trời phẳng phất như một khóa mặt trời mới mọc vĩnh viễn cũng không tắt, một trào vỗ xuống. Khí huyết cự long màu đen vọt thẳng lên trời cao, giống như thần ma, trào rồng dữ tợn không có bất kỳ ý cảnh nào, có chỉ có cơ thể rồng kiên cố cô động đến mức tận cùng. Còn có ở phía dưới thân thể, khí huyết nóng như núi lửa, chảo rồng chưa đến, cỗ kình phong trầm trọng kia liền đè ép mặt đất ở bốn phía trần khuynh địch hít hà đối mặt với một kích này của thái tử hoành dương trần khuynh địch hít vào một ngụm khí lạnh không thể không thừa nhận thái tử hoành dương sau khi đột phá võ đạo tông sư cùng với thời điểm hắn ở tây cương đạo giống như là hai người nguyên nhân là do thái tử hoành dương tu luyện hàng thế long vương chân kinh môn võ công tuyệt thế này chính là tuyệt học của hoàng thất đại chu tiền triều là thiên tử thuật tiêu chuẩn dựa theo phương pháp tu luyện bình thường, hắn sẽ dùng cương khí diễn hóa chín đầu hàng thế chân long, sau đó hợp nhất chín đầu hàng thế chân long ngưng tụ ra một đầu hàng thế long vương, mượn nhờ lực lượng của hàng thế long vương nhất cử đột phá đến võ đạo tông sư. Nhưng thái tử Hoành Sương thì lại khác biệt. Hắn mượn nhờ từ mẫu nguyên thai diễn hóa ra phần thân, ở cảnh giới hợp đạo tôn giả liền có trọn vẹn chín đầu hàng thế long vương, chỉ là do hắn một mực áp chế bản thân không đột phá chính là vì ở thời điểm võ đạo tông sư, dùng lực lượng đột phá hội tụ chín đầu hàng Thế Long Vương thành một đầu hàng Thế Long Thần. Vì hoàn thành một bước này, Thái tử Hoành Dương cũng không tu luyện những công pháp khác, cũng không lĩnh ngộ ra ý cảnh võ học gì. Thậm chí là không mượn danh nghĩa của bất luận một kiện thần binh nào, nhưng vẫn rất cường đại. Chín đầu hàng Thế Long Vương cũng khiến cho hắn đứng sừng sững ở cảnh giới hợp đạo tôn giả Đình phong, ở trong thế hệ tuổi trẻ ít có người nào có thể địch lại nhưng chín đầu hàng Thế Long Vương cuối cùng vẫn khiến cho lực lượng phân tán. Vào thời điểm ở Tây Cương Đạo hắn mặc dù cũng hóa thân thành Hắc Long, nhưng lực lượng ở trong đó cũng không phải là một thể, dẫn đến việc bị Trần Khuynh địch cưỡng ép đánh tan, nhưng mà từ sau khi hắn đột phá võ đạo Tông Sư. Cái nhược điểm này liền không tồn tại nữa, không bằng nói hắn hiện tại, căn bản là không có nhược điểm. Công phòng nhất thể, khí huyết, cường khí, nguyên thần, hết thảy đều không có sơ hở. Cùng so sánh với ngày xưa, Lúc này Thái tử Hoành Dương trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại ý vị viên mãn, nếu như dùng một chữ để hình dung thì đó chính là lực lượng. Khác biệt cùng với quyền ý của Trần Khuynh Địch, hắn không có bất kỳ đồ vật rè loạt nào mà là mật độ các tế bào trong cơ thể đạt đến một trình độ biến thái tạo thành lực lượng kinh khủng. Lên, Trần Khuynh Địch giơ một cánh tay lên trời, khép ngón tay thành đao bổ về phía chảo rồng của Thái tử Hoành Dương. Đào quang chợt hiện, Lực phòng ngự hóa thân Hắc Long của Thái tử Hoành Dương có thể xưng là kinh diễm, mỗi một miếng vảy đều phẳng phất như một tấm chắn thân binh cấp thấp, cơ bắp trên trảo rồng cũng càng là cứng rắn như sắt, xương rồng ở phía dưới cơ bắp lộ ra mấy phần ánh ngọc, nhưng vẫn bị một đao của Trần Khuynh Địch chém thành hai nửa. Vảy rồng vỡ vụn, cơ bắp đứt đoạn, xương rồng cong vênh. Nhưng mà Thái tử Hoành Dương lại hoàn toàn không để ý đến thương thế của bản thân, trảo rồng đứt gãy cũng vẫn còn là trảo rồng giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng nề đập vào trên đầu của Trần Khuynh Địch, quả thực là mặc kệ đạo đao quang sắc bén đến cực điểm kia, đã ấn toàn bộ thân thể của Trần Khuynh Địch vào trong lòng đất. Vô luận là ai, thấy một màn như vậy cũng đều sẽ nhận định là thắng bại đã phân, nhưng mà... Ngày thơ Hắn cũng không dễ thua như vậy, ở cách đó không xa, lòng ngạo thiên cùng với huyền lưu ly đã dừng giao thủ đồng thời cười một tiếng khinh thường, lời còn chưa dứt. Khả mèo cô Quanh một tiếng nổ vang thật lớn chuyển ra từ lòng đất, sau đó chỉ thấy một đạo trùng sáng màu trắng trói mắt trực tiếp hòa tan trảo rồng của hàng thế lòng thần, thậm chí còn bắn vào bên trong sừng rồng to lớn đen kịt, đánh vỡ nát sừng rồng, ở chung quanh trùng sáng càng là khiến cho không gian bí cảnh chấn động, lưu lại từng đạo từng đạo quỷ tích màu đen. Vì sao, tại sao phải bức ta như vậy, vì sao, Trần Khuynh Địch vừa đắc chí than thở, vừa chậm rãi đi ra từ trong hố sâu dưới lòng đất, không giống với thời điểm ở Tây Cương Đạo, một đòn mới vừa rồi của trần khuynh địch cũng không phải là ứng phó toàn lực nếu không thì trùng sáng hẳn là đủ để bao trùm toàn bộ hàng thế lòng thần nhưng cho dù chỉ là như vậy cũng đã đủ để trấn nhấp mọi người có ý tứ ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi huyền lưu ly cùng với lòng ngạo thiên nói cùng lúc hả trần khuynh địch ngạc nhiên nhìn về phía huyền lưu ly cùng với lòng ngạo thiên trực tiếp từ bỏ giao thủ đồng thời bước ra một bước hướng về phía hắn chẳng lẽ các ngươi không bị một chiêu vừa rồi của ta trấn trụ hay sao, một chiêu đẹp mắt như vậy? A Di Đà Phật, uy lực của một chiêu vừa rồi kia thật là bất phàm, vốn còn muốn chờ đến khi Dương Nghiệt Đại Chu bị đánh bại thì ta mới động thủ, hiện tại xem ra trái lại là do ta quá cao ngạo. cực lực của ta lúc này không ở trạng thái đỉnh phong. Huyền Lưu Ly cùng Long Ngạo Thiên trăm miệng một lời nói, cho nên lần này hãy liên thủ đối địch là được rồi. Ở một bên khác, thái tử hoành dương vặn vẹo cơ thể rồng ở trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ vậy thì hãy liên thủ với nhau thôi chớ có hiểu lầm ta không phải là bởi vì tự nhận đánh không lại nên mới liên thủ chỉ là bởi vì làm như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn mà thôi không sai ta là người theo chủ nghĩa thực dụng không từ thủ đoạn mới là tác phong của ta trong chốc lát thái tử hoành dương huyện lưu ly lòng ngạo thiên khí tức của ba vị võ đạo tông sư liền bay thẳng lên trời cao vì sao lại trở thành cái dạng này chiến đấu trở nên hết sức căng thẳng mặc dù ở trong lòng của trần khuynh địch nhìn cái không hiểu một vạn cái không nguyện ý nhưng sự thật cũng sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn mà thay đổi mà huống hộ ở trong mắt mọi người trần khuynh địch thế nhưng chính là sát nhân của ma sát nhân của ma nói một cách khác chính là biến thái lại nói một cách khác chính là người cuồng chiến đấu dạng người này có thể chiến đấu đồng thời cùng với ba người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi tại sao lại không nguyện ý đây bất kể là Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly hay là Thái tử Hoành Dương cũng đều nghĩ như vậy, hơn nữa bọn hắn còn âm thầm hâm mộ Trần Khuynh Địch vì có được uy thế như thế. Xuất thủ trước nhất vẫn là Thái tử Hoành Dương, chỉ thấy hắn hóa thành hàng thế long thần phun trào hắc khí. Chảo rồng trước còn có sừng rồng bị Trần Khuynh Địch đánh nổ nát trước đó đã nhau nhau hồi phục, cơ thể rồng vặn vẹo, đuôi rồng khổng lồ phảng phất như một chuôi roi thép, cùng hăng quất về phía đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, mà huyền lưu ly cũng theo sát phía sau pháp tướng quân âm ngàn tay ngàn mắt kiên quyết lao lên thiên thủ bóc thành ấn sư tử ấn bảo bình ấn đại quang minh ấn bị ngạt ấn vân vân trong chớp mắt chính là hơn ngàn loại pháp ấn oanh ra đồng thời thiên nhãn cũng bắn ra ánh sáng vàng cấu thành một cơn mưa vàng phật môn cuối cùng vẫn là có nội tình rất thâm hậu huyền lưu ly vừa xuất thủ chính là một kiệt tác ở xung quanh hơn 10 trượng trần khuynh địch toàn bộ đều là phật quang ở trong mắt của người ngoài là phật quang ấm áp nhưng khi rơi vào trên người của trần khuynh địch mỗi một tia Phật quang đều phẳng phất như một dãy núi liên miên vô cùng nặng nề, ép tới khiến cho hắn căn bản là không có cách nào né tránh. Gần như đồng thời, Long Ngạo Thiên cũng rút đao mà lao lên. Long Ngạo Thiên lúc này mặc dù còn chưa hồi phục tới đỉnh phong, nhiều nhất là chỉ có khoảng 8 thành thực lực ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng bởi vì nguyên nhân nhặt được một kiện thần binh. Hắn lúc này kỳ thật so với thời điểm giao thủ cùng với Tần Kiền Hoàng cũng không có bao nhiêu chênh lệch, nhật thức thần đao chính là chém về phía giữa lưng của Trần Khuynh Địch mà cho đến tận giờ phút này, Trần Khuynh Địch mới kịp phản ứng. Cái mẹ! Đây không phải là Long Ngạo Thiên hay sao? Không sai, hắn đúng Long Ngạo Thiên, tốc độ phản ứng của ta là quá chậm, đậu xanh rau má. Long Ngạo Thiên hiện tại xem như đã biết được nguyên nhân vì sao vào thời điểm Trần Khuynh Địch nói hồng cái gì thái tử, cơ hoành dương lại đột nhiên nổi điên rồi, chuyện này đổi thành ai cũng sẽ tức điên. Thế là Long Ngạo Thiên cũng lập tức nổi điên, đào quang vốn còn đang giữ lại một chút, lập tức phát huy ra toàn lực. Bà vị trí cường giả thế hệ tuổi trẻ ở trong cùng một thời đại, vô luận là ai cũng có bối cảnh thâm hậu, võ công tuyệt học cũng đều là cực kỳ cường hãn, phóng tới chỗ nào cũng đều là thiên kiêu chi tử trấn áp một thế hệ, mà bây giờ lại liên thủ với nhau xuất thủ đối với Trần Khuynh Địch, cỗ lực áp bách này là rất rõ ràng. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì tính đặc thù của tòa bí cảnh này, vô luận ai cũng là ôm suy nghĩ đánh chết Trần Khuynh Địch để xuất thủ. Loại áp lực này thậm chí là còn vượt qua thời điểm ngày xưa Trần Khuynh Địch lấy tu vi hợp đạo tôn giả giết tông sư ở Tây Vực, cảm nhận được áp lực sinh tử chân chính. Mà cố thành thế kinh khủng này cũng khiến cho Tần Kiên Hoàng, trường chính nhất ở cách đó không xa hơi biến sắc, mà yêu nguyệt chỉ có cảnh giới hợp đạo tôn giả càng là lộ ra dị sắc. Mà lỗ diệu cũng khá là rung động, chỉ có Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm còn có lạc tương tư là vẫn bình tĩnh nhất. Đại ca ca của ngươi đang bị người ta vây công kìa, không có ý định đi lên hỗ trợ hay sao? không sao cả. Đối mặt với nghi vấn của tiểu yêu, Dương Xuân vô cùng tự tin nói, đại ca ca sẽ không thua. Tự tin đến như vậy. Bởi vì đây chính là sự thật. Đối với lời nói của Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư cũng lộ ra vẻ mặt đó là chuyện đương nhiên, gật đầu một cái. Chỉ có các nàng đã một đường đi theo Trần Khuynh Địch đi đến cuối mới có thể lý giải, vô luận là ở Thành Thanh Đế Nam Cương, hay là ở Viêm Hán Quốc, lại hoặc là ở Tiêu Thành Tây Vực, cùng Châu Đạo, hay là Tây Cương Đạo, trần khuynh địch cũng đều chưa từng bại vô luận là dạng địch nhân gì cũng đều không đỡ nổi thiết quyền của sư huynh trải qua nhiều chuyện như vậy bà nữ tự nhiên đã sớm nhận định một cái sự thật sư huynh chính là vô địch ở bên trong phật quang vô tận hai mắt của trần khuynh địch đau muốn nứt sắc mặt trở nên tái xanh mẹ nó sắp bị đánh hội đồng chết rồi cưỡng ép di chuyển thân thể trần khuynh địch trực tiếp bắt lại thần đao của long ngạo thiên nhưng cho dù là hắn đã luyện thành nhục thân kim đan cũng bị phong mang khủng bố trên đao xé rách bàn tay, máu tươi có thể so với bảo dược không ngừng nhỏ giọt xuống đất, thậm chí khiến cho mặt đất dưới chân cũng đều xuất hiện mấy phần sinh cơ. Đồng thời Trần Khuynh Địch cũng đối mặt với cái đuôi rồng quất về phía sau ót, hắn cũng không tránh không né, trái lại còn nhảy vọt lên ngành đón. Một tiếng nổ mạnh giống như là sắt thép va chạm vang lên, vảy rồng ở bên trên đuôi rồng nổ tung, bắn ngược về phía sau, còn Trần Khuynh Địch thì rơi xuống đất một lần nữa. Hai chân khảm thật sâu vào trong mặt đất đây là đầu thiết. Trần Khuynh Địch sau khi rơi xuống vẫn gắt cao nắm lấy trường đao của Long Ngạo Thiên như cũ, hung hăng kéo một phát, quả thực là đã kéo Long Ngạo Thiên vào bên trong quang ấn của huyền Lưu Ly. Sau đó lập tức hít vào và thở ra, cơ bắp xương cốt toàn thân vào thời khắc này đều không ngừng chấn động, sau đó bỗng nhiên phun ra một cái âm tiết cổ quái. Không nghe được cụ thể Trần Khuynh Địch hô cái gì, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại đây là hiện tượng do âm thanh lớn tới một trình độ nhất định mới có thể đưa tới lòng ngạo thiên ở gần nhất hai lỗ tai càng là đi du học mà huyền lưu ly cùng với thái tử hoành dương càng là bị choáng và ủ tai cùng lúc đó theo một tiếng gầm lên giận dữ này của trần khuynh địch một đoàn khí trắng cũng được hắn phun ra nhìn như là thể khí nhưng trên thực tế lại mang theo một cỗ dương cương chỉ ý nóng đến mức đủ để để làm tan chảy vàng và sắt khí trắng dập dờn khuếch tán ra Phật quang và Phật ấn bốn phía liền sụp đổ giống như là một giấc mộng hão huyền vậy. Khí huyết của võ giả là đủ để tận diệt quỷ thần, tà ác bất xâm, mà ở bên trong một ngụm khí trắng này của Trần Khuynh Địch, không chỉ ẩn chứa khí huyết của hắn, còn có nguyên thần, cường khí, ba yếu tố cô động mà thành khí. Hơn nữa còn có quyền ý phá pháp mà Trần Khuynh Địch tu luyện từ trước cho đến nay, có thể nói là vừa đơn giản vừa phức tạp. Đây cũng chính là do mọi người ở đây đều có thực lực bất phàm, cho dù là yêu nguyệt và lỗ diệu, mặc dù tu vi chưa đạt đến võ đạo tông sư, nhưng cũng là người nổi bật ở phía dưới võ đạo tông sư. Nếu như đổi thành người khác, cho dù là hợp đạo tôn giả, cũng sợ rằng sẽ bị một tiếng giống này của Trần Khuynh địch chấn cho đến chết. Không đợi đám người lấy lại tinh thần ở dưới sự ảnh hưởng của tiếng giống, Trần Khuynh Địch liền bắt lấy cơ hội giơ tay lên, đánh ra một quyền về phía khuôn mặt của Long Ngạo Thiên ở gần nhất vào thời khắc mấu chốt long ngạo thiên cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần bàn tay bỗng nhiên phát lực quả thực là đã vặn vẹo thân đao tránh thoát ra khỏi bàn tay của trần khuynh địch cuối cùng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đặt ngang thanh đao ở trước mặt của mình cản lại thiết quyền của trần khuynh địch sau đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài phủ sau khi làm xong tất cả những thứ này trần khuynh địch mới thở phào một hơi một đòn liên thủ có thanh thế lớn như vậy, thế mà lại bị hắn dùng ba chiêu phá vỡ. Vào giờ khắc này, đừng nói là Tần Kiền Hoàng, Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, còn có Thái tử Hoành Sương. Coi như là chương chính nhất từ khi tiến vào bí cảnh cho đến nay vẫn một mực bình thản, lúc này cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại thực lực này Cũng chỉ có loại thực lực này mới có tư cách, ở cách đó không xa, yêu nguyệt cùng với lỗ rượu càng là lộ ra thần sắc khác nhau, tự lầm bầm. Nhìn đi Dương Xuân đắc ý chỉ vào Trần Khuynh Địch đang đứng ngạo nghễ ở trung tâm chiến trường, phảng phất như trẻ nhỏ đang khoe khoang đồ chơi mà bản thân thích nhất vậy, hai mắt lấp loài sự tự hào. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư cũng không ngừng mà gật đầu, lộ ra biểu lộ các ngươi đúng là không hiểu biết. Đây chính là kết quả. Vậy mà cũng dám khiêu chiến sư huynh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch đang uy phong ngang ngược thì lại nghĩ thầm, xong đời rồi, ta đã bị vắt kiệt sức không sai biệt lắm. Mặc dù chỉ có ba chiêu, nhưng cơ hồ đã phát kiệt tất cả khí lực của Trần Khuynh Địch. Đây cũng không phải là thổi phòng, uy lực mà ba người Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly, còn có Thái tử Hoành Dương liên thủ với nhau là vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường. Trần Khuynh Địch giống to một tiếng đánh lui ba người nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế lại là một đòn mà hắn đã phát huy thể chất của bản thân đến cực hạn mới có thể bộc phát ra. Võ giả tầm thường khi nói chuyện, trên cơ bản đều là dùng dây thanh trong cổ họng chấn động mới có thể phát ra thanh âm, cho dù là sử dụng một chút võ công sóng âm. Cũng chỉ là dùng lực lượng khí huyết, ác khí, hoặc là nguyên thần, lấy thủ pháp tương tự khuếch tán ra theo sóng âm mà thôi, trên bản chất cũng không hề có biến hóa. Nhưng mà tiếng giống vừa rồi của Trần Khuynh Địch thì lại khác biệt. Hắn chính là dùng nhân thể để phát ra tiếng, bao gồm cả cơ bắp, xương cốt, nội tạng toàn thân, kịch liệt chấn động ở trong một cái nháy mắt hít thở phun ra nuốt vào. Vậy mới khiến cho thanh âm của hắn phẳng phất như sét đánh trong trời trong, nổ ầm ầm như lôi đình, cho dù chỉ có một cái âm tiết, nhưng lại có uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sóng âm của một tiếng này giống to này truyền ra đã trực tiếp chấn động khiến cho long ngạo thiên hoa mắt chóng mặt mà thái tử Hoành Dương ở phía xa xa càng là thân hình không ổn. Hóa thân cự long màu đen kém chút nữa là rớt xuống từ trên không trung, pháp tướng quan âm mà huyền lưu ly đang duy trì càng là không ngừng chấn động cơ hồ là trực tiếp sụp đổ. Mà bắt lấy cơ hội ở trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch đã thừa cơ vận chuyển khí trong thể nội, kết hợp với quyền ý của bản thân, hóa nó thành một đoàn khí trắng mà phun ra. Nhìn như chỉ là khí trắng thông thường, nhưng trên thực tế lại phẳng phất như một bàn lửa mặt trời, trực tiếp thiêu đốt Phật Ấn ở quanh người của Trần Khuynh Địch đến không còn một mảnh. Ở dưới sự kết hợp của một loạt kỹ năng này, trông qua rất là có phong cách, nhưng mà gặp quỷ. Chấn động cơ bắp, xương cốt, nội tạng toàn thân trong nháy mắt người cho rằng đó sẽ là một sự tình dễ dàng hay sao? Còn có hỗn hợp khí và quyền ý của bản thân với nhau để đánh ra, nhìn qua đơn giản, nhưng tiêu hao trên thực tế lại tuyệt đối không phân cao thấp đối với một phạt khao meo cô vừa rồi. Ở dưới một loạt thao tác như vậy, Trần Khuynh địch chính là đang có một ngụm máu kẹt ở trong cổ họng. Nếu như không phải bận tâm đến mặt mũi danh hào đạo tử chân truyền của bản thân, hắn đã sớm phun ra hít hà, hít vào một hơi thật sâu, nuốt ngụm máu kia trở vào, điều chỉnh khí tức lại ở dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Trần Khuynh Địch mới xem như là tạm thời ổn định thân thể. Bất quá ở dưới một màn như thế, mọi người hẳn là đều đã bị ta trấn trụ rồi. Khụ khụ, bụi mù bay tứ tán, lòng ngạo thiên chậm rãi bò dậy từ dưới đất, trên người còn mang theo cát bụi, khóe miệng chảy máu, cái mũi lệch sang một bên, nhìn qua hết sức trật vật thế nhưng hai mắt ở trong khói đen mờ mịt lại càng trở nên hung lệ còn có một loại hưng phấn cùng với kích động ta quả nhiên là không nhìn lầm người đến lại đến trần khuynh địch người có bản lãnh thì hãy đánh chết ta đi hãy cho ta nhìn thấy toàn lực của ngươi không đợi trần khuynh địch đáp lời ở bên trên bầu trời lại truyền đến một tiếng rồng ngâm thái tử hoành xương hóa thân thành hắc long trọng trần thanh thế lần thứ hai trong ba người hắn là người chịu đòn tốt nhất cũng là người bảo trì trạng thái tốt nhất từ đầu cho đến bây giờ ta cũng không tin người có bản lãnh thì hãy đánh chết ta đi trần khuynh địch có cần phải khoa trương như vậy hay không cơ hồ là theo bản năng trần khuynh địch liền nhìn về phía huyền lưu ly đứng ở phía cuối cùng bởi vì nguyên nhân nàng là khó giải quyết nhất tiếng giống lúc trước của trần khuynh địch cũng đặc biệt nhằm vào nàng ở dưới sự trùng kích của tiếng giống và quyền ý của trần khuynh địch Pháp tướng quan âm ở sau lưng huyền lưu ly đã xuất hiện từng vết nứt, nếu như không phải huyền lưu ly vẫn còn đang không ngừng chuyển vận cương khí, chỉ sợ là đã sớm vỡ vụn. Ở bên trên cái cơ sở này, coi như là huyền lưu ly, hẳn là cũng sẽ không có thực lực để tiếp tục động thủ cùng với hắn. Ha ha ha, khóe mặt của Trần Khuynh địch giật một cái. Ha 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 ha, Huyền Lưu Ly cúi đầu, một tràng cười lạnh quỷ dị không ngừng phun ra từ trong miệng của nàng, mang theo một cỗ hung lệ được kiềm chế đến cực điểm mà theo tràng tiếng cười này truyền ra. Pháp tướng quan âm ở sau lưng nàng cũng dứt khoát vỡ nát, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí sáp nhập vào trong thiên địa. Mà theo pháp tướng quan âm sụp đổ, khí tức cả người của huyền lưu ly đều đã xảy ra biến đổi về mặt căn bản, một đầu tóc đen bắt đầu biến hóa từ chỗ sợi tóc, màu đỏ máu dần dần lan tràn ra. Chỉ trong chốc lát, mái tóc dài ngang eo của huyền lưu ly liền hóa thành màu máu, rõ ràng là người trong Phật môn, lại lộ ra bộ dáng hết sức khủng lệ. Mà theo bộ dáng của huyền lưu ly cải biến, lại có một cỗ pháp tướng đứng lên ở sau lưng nàng. Khác biệt cùng với quân ông ngàn tay ngàn mắt đại từ đại bi, cỗ pháp tướng này mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, tay nâng nhật nguyệt, chân đạp bể khổ, trong miệng phun ra nuốt vào liệt hỏa hoàn toàn không có bộ dáng vốn có của Phật môn, chẳng bằng nói ngược lại là giống như là ác quỷ la sát mà Phật môn trấn áp, tàn ra khí thế hết sức khung bạo. Trần Khuynh Địch, thấy một màn như vậy, đừng nói là Trần Khuynh Địch, coi như là những người khác, thậm chí là Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Dương cũng đều biến sắc. Mà kinh ngạc nhất thì là chương chính nhất xuất thân từ đạo môn, có sự hiểu rõ rất sâu đối với địch nhân Phật môn này. Atula à, tu la. Có ý tứ gì, Tân Kiền Hoàng lùi lại một bước, đứng ở bên cạnh chương chính nhất, hỏi là thần hộ pháp, một trong bát bộ thiên long của đại lôi âm tự thời thượng cổ, ở trong quá khứ đã từng là một trong các dị tộc thiên ngoại, về sau bộ tộc này đã bị Phật tổ trấn áp, hóa thành thần hộ pháp của Phật môn. Nhưng từ thượng cổ cho đến nay, cái bộ tộc này hẳn là đã sớm triệt để tuyệt diệt mới đúng, làm sao vẫn còn người còn sống. Trọng yếu hơn chính là, Atula từ trước đến nay chỉ là thần hộ pháp của Phật môn, nghe vào rất êm tai, nhưng trên thực tế lại chính là một dạng tồn tại giống như nô bộc. Phật môn bây giờ làm sao lại thu nàng làm đệ tử, hơn nữa còn là người mạnh nhất của Phật môn thế hệ này, Phật môn ở bên kia đến tột cùng là đã nghĩ như thế nào, đầu óc đã hỏng rồi hay sao. Thân làm người trong đạo môn, bùa đèn Phật môn là một điều nên làm, cho nên khi trương chính nhất nói xấu Phật môn thì ngay cả một chút cảm giác tội lỗi cũng đều không có, thậm chí là còn có một chút sảng khoái. Mà lời nói của hắn tự nhiên cũng bị mọi người ở đây nghe được, cũng đều nhau nhau đưa mắt về phía phương hướng huyền lưu ly bất quá huyền lưu ly lại không để ý đến ánh mắt của người khác đôi con ngươi ở trong tròng mắt chỉ là nhìn chằm chặp về phương hướng trần khuynh địch pháp tướng atula ở sau lưng càng là mơ hồ khóa chặt hắn hai thở dài một hơi thật sâu thẳng đến bây giờ trần khuynh địch mới minh bạch không sai xem ra là vào trước khi bản thân mình bị đánh chết thì đám người này sẽ không bỏ qua thôi được rồi dù sao thì bây giờ mình cũng đang kẹt tại sinh tử quan mà ở trong tòa bí cảnh này cũng sẽ không thực sự chết đi không bằng nhờ vào điểm này để trực tiếp thể nghiệm một phen cái gọi là tử vong đi, nói không chừng còn có thể trợ giúp bản thân tìm tới một chút linh cảm đột phá. Hơn nữa giao thủ cùng với cường già cũng có thể cải thiện sự hiểu biết của bản thân về võ đạo. Nghĩ như vậy kỳ thật là cũng không có vấn đề gì lớn. Không cần phải kêu khóc. Đã như vậy, hãy thêm ta vào, Tần Kiền Hoàng bước ra một bước, khí tức ở trên người nàng vậy mà cũng khóa chặt Trần Khuynh Địch, ở trên mặt càng là mang theo vài phần ý cười cùng so sánh với đám người huyền lưu ly, ý nghĩ của nàng chính là vô cùng thuần túy. Nếu như Trần Khuynh Địch bị ba người vây công, vậy thì không bằng bản thân liền thiêu hoa trên gấm. Dứt khoát tiễn đối phương rời sân là được, hơn nữa Trần Khuynh Địch lại có thực lực cực mạnh. Nếu như nàng thao tác tốt, nói không chừng còn có thể thuận tay hố đám người huyền lưu ly một lần. Ở một bên khác, thấy Tần Kiền Hoàng cũng đều đã gia nhập, trường chính nhất liền lập tức hấp tấp chạy tới ta cũng tham dự. Thế là, vào cái giờ khắc này, năm vị võ đạo tông sư ở đây đều không ngoại lệ đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người của Trần Khuynh Địch. Đối với chuyện này, phản ứng của Trần Khuynh Địch thì là, như vậy xem ra, nếu như ở trong tương lai ta trở thành nhân vật phản diện, sẽ không phải là cái kết cục này đó chứ. Hơn nữa đến lúc đó, người vây công ta nói không chừng còn sẽ đổi thành dạng nhân vật chính như Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm. Vào giờ khắc này bản thân Trần Khuynh Địch đã cảm nhận được đại khủng bố ở giữa sinh tử. Kết luận lại mà nói, Trần Khuynh Địch chính là có loại tư chất kia. Có lẽ là có rất nhiều người đều hâm mộ người xuyên Việt có thể đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới, thông qua tu luyện thu hoạch được lực lượng cường đại, từ đó tiêu giao tự tại. Nhưng trên thực tế, nếu như quả thật xuyên Việt đến một khắc này, bản thân có thể chịu đựng được cảm giác cô độc cùng với cảm giác bất lực mà không bị đè dập, cuối cùng cũng chỉ là số ít mà thôi một ví dụ đơn cử đơn giản nhất trần khuynh địch cho tới bây giờ đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ chống đỡ cuộc xâm lấn tại thành thanh đến nam cương liều chết chém giết tại tiêu thành tây vực lấy hạ khắc thượng tại ung châu đạo đột phá cực hạn tại tây cương đạo một đường đi qua này nhìn qua dễ dàng nhưng trên thực tế nguy cơ ở trong đó lại nhiều vô số kể thế nhưng trần khuynh địch vẫn kiên trì được chẳng những không bị nguy cơ đầy sập thậm chí còn có một loại vui thích ở bên trong đau khổ cảm giác thích thú ở trong sự nguy hiểm không phải là người nào cũng có thể đi đến một bước này như trần khuynh địch cho nên nghiêm ngặt lại mà nói trần khuynh địch chính là một kẻ hung hãn có lẽ là hắn tham sống sợ chết có lẽ hắn mong muốn sự ổn định có lẽ hắn tin vào sự an toàn nhưng khi mọi thứ thực sự vượt qua một số điểm mấu chốt của hắn hắn sẽ không còn thiếu sự quyết đoán nữa mà là sẽ bắt đầu quyết tâm không có một chút do dự nào nói một cách khác chính là nổi điên trước đó vào thời điểm ở tiêu thành cũng chính là như thế bằng không trần khuynh địch làm sao lại khiêu chiến võ đạo tông sư một mình khi đó hắn chỉ vừa mới đột phá đến hợp đạo tôn giả không được bao lâu mà bây giờ đối mặt với thiên kiêu trẻ tuổi huyền lưu ly lòng ngạo thiên thái tử hoành dương tân kiên hoàng trường chính nhất xuất thân từ ba mạch đạo phật mà cùng với hai đời triều đình đối mặt với tuyệt cảnh cơ hồ là phải chết này hắn đã nổi điên không ra ngoài dự liệu không có cầu xin tha thứ, cũng không có vừa đánh vừa lui, chiến đấu vào lúc ban đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Cắn nát đầu ngón tay, Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng ngón tay viết một chữ sát ở trước người, sát tự quyết. Là bi pháp cái thế mà ngày xưa Trần Khuynh Địch ở trong mật thất tàng kinh điện của Thuần Dương Cung, thống hợp vô số kỹ thuật giết người do hệ thống thôi diễn ra. Bản thân của môn bi pháp này cũng không có gì khó, chính là lấy khí huyết, cường khí, nguyên thần của bản thân làm vật dẫn, trực tiếp gạt bỏ khí huyết cường khí cùng với nguyên thần của đối thủ. Thậm chí là đến giới cảnh bây giờ như Trần Khuynh Địch cũng đều không cần phải phân hóa khí huyết, cường khí cùng với nguyên thần. Chỉ cần trực tiếp dùng khí mà bản thân tu luyện ra được để thúc động sát tự quyết là được rồi, chữ sát này vừa ra, rút ra chính là sinh cơ bản thân của Trần Khuynh Địch, còn đổi lấy chính là lực lượng kinh khủng đủ để gạt bỏ sinh cơ của người khác. Chữ sát đỏ như máu cũng không bay ra, thay vào đó lại hóa thành một vết cặn khắc ở trên mi tâm của Trần Khuynh Địch. Một giây sau, Quang Huy ngất trời trực tiếp xé rách khí thế phong tỏa của năm người huyền lưu ly. Trời phát sát cơ, ngôi sao di chuyển, địa phát sát cơ, rồng rắn ngoi lên, người phát sát cơ, trời đất lật úp. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, vết cắt trự sát trên mi tâm không ngừng chảy ra huyết quang kinh khủng, đó cũng không phải là lực lượng, mà là thiên địa dị tượng do ý cảnh diễn sinh ra bản thân nó không có lực sát thương, nhưng lại đủ khiến cho thần trí của ta trầm mê ở trong đó, đắm chìm ở trong ý cảnh sát đạo cực kỳ kinh khủng kia. Mà ở bên trong huyết quang, Trần Khuynh Địch không ngừng nghiền ép ra khí còn lại ở bên trong thân thể, đây đều là do sinh mệnh lực của hắn biến thành. Nhưng mà bây giờ ở dưới tác dụng của sát tự quyết, những dòng khí biến thành từ sinh mệnh lực vốn sẽ có màu trắng tinh khiết này, thế nhưng bây giờ lại hóa thành màu xám cho có một chút âm trầm màu xám cho không còn là sinh cơ cường thịnh như lúc trước, thay vào đó thì là một cỗ tử khí xâm nhiên. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Long Ngạo Thiên, thân thể trẻ tuổi nguyên bản rồi rào sinh cơ của Trần Khuynh Địch dần dần trở nên già nua. Theo khí tức càng ngày càng trở nên cường đại của hắn, da thịt của hắn cũng mất đi vẻ sáng bóng, dung mạo dần dần trở nên già yếu, nếp nhăn tăng lên. Mái tóc dài màu đen ngày xưa trở biến thành màu trắng. Bước ra một bước, hắn liền phẳng phất như đã bước qua mấy trăm năm thời gian đi thẳng tới điểm cuối của cuộc đời. Trần Khuynh Địch chưa từng có một khắc nào cảm thấy bản thân bất lực như vậy, có cảm giác thân thể đều bị móc sạch. Chuyện cho tới bây giờ coi như là Trần Khuynh Địch muốn ngăn cản chính mình thì cũng không làm được, sinh cơ trên toàn thân của hắn đều đang không ngừng bị rút ra. Hóa thành tử khí mà mắt Trần có thể thấy quấn quanh xung quanh người hắn, thân thể của hắn càng trở nên suy yếu, lực lượng của hắn lại càng trở nên cường đại. Cuối cùng là tử khí ngập trời thậm chí còn ngưng tụ ra thực thể, giống. Từ khi hóa thành hình rồng, lượn quanh cánh tay phải của Trần Khuynh Địch, đầu rồng rơi vào phía trên bàn tay phải của hắn. Cho đến giờ phút này, mọi người ở đây rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, mà Trương Chính Nhất thì là người phản ứng lại trước tiên. Sau đó hắn liền kéo tay của Tần Kiền Hoàng không có một chút do dự. Làm gì thế, Tần Kiền Hoàng hất bàn tay của Trương Chính Nhất ra, dùng về mặt cảnh giác nhìn đối phương, nàng không phải là không biết tâm tư muốn truy cầu nàng của Trương Chính Nhất. Nhưng nàng vẫn không có hứng thú với chương chính nhất, cho nên đối với chương chính nhất cũng chính là sắc mặt không chút thay đổi, sẽ không phải là đối phương muốn dùng bạo lực đó chứ. Mau lùi lại. Tên gia hỏa này phát điên rồi. Hả, nhìn thấy cái bộ dáng này của chương chính nhất, tân kiên hoàng trao mày, không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên dâng lên. Thế là nàng liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch sau đó nàng liền giao hội ánh mắt với Trần Khuynh Địch, đối phương chính là đang khoe hàm răng trắng của mình đối với nàng. Hà hà, là ngươi, ở bên cho mọi người ở đây, kỳ thật cũng đều không có thù hận gì quá lớn đối với Trần Khuynh Địch, nếu tính toán kỹ càng. Thì cũng chỉ có hai người thái tử Hoành Dương cùng với Tần Kiền Hoàng mà thôi, nhưng cân nhắc đến sự tồn tại của danh Phượng Tiên, Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn bỏ qua cho thái tử Hoành Dương, khóa chặt mục tiêu ở trên người của Tần Kiền Hoàng nói thật, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh ra được một quyền. Đi chết đi, tốt xấu kéo cũng phải kéo theo một kẻ chết cùng. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền ra quyền, năm ngón tay nắm chặt. Cơn giận của rồng xám. Không có chiêu thức, không có lực lượng cường đại, có chỉ là quyền ý mạnh mẽ nhất. Ở dưới tác dụng của cỗ quyền ý này, thiên địa vạn vật phẳng phất như đều sắp tịch diệt, mặt đất trong phương viên trăm trượng đều bị nhuộm thành màu xám, một quyền đấm ra, cho dù thắng hay thua kết cục của Trần Khuynh Địch cũng đều là một chữ chết. Hoàn toàn không lưu lại bất kỳ một chỗ lùi lại nào, chỉ có một cỗ quyết tâm chết cùng với kẻ địch, đồng quy vô tận. Ở trong nháy mắt một quyền này đấm ra, tất cả mọi người ở đây đều có phản ứng, huyền lưu ly, Long ngạo thiên, thái tử hoành xương liền không kịp chờ đợi sông tới. Đầu tiên là Long ngạo thiên, xem như là người đầu tiên kịp làm ra phản kích, hắn không kiên trì được một giây đồng hồ, liền bị quyền ý của Trần Khuynh Địch chia tách sinh cơ bị đánh bay ra ngoài tại chỗ, rơi ở trên mặt đất nửa chết nửa sống. Tiếp theo là Thái tử Hoành Dương, hàng thế long thần to lớn dựa vào ưu thế ở trên kích thước, kiên trì được hai dây nhiều hơn so với Long Ngạo Thiên, sau đó từ bắt đầu từ đầu rồng. Toàn bộ thân rồng đều dạn nứt từng khúc, sụp đổ, cuối cùng lộ ra bản thể của Thái tử Hoành Dương, vô lực rơi xuống từ trên không trung, khí tức trở nên yếu ớt đến mức gần như không thể cảm thấy. Tiếp theo là Huyền Lưu Ly, cùng so sánh với hai người trước, Huyền Lưu Ly rõ ràng là cũng rất điên cuồng, vậy mà cũng đang thiêu đốt tinh huyết. Pháp tướng Atula ở sau lưng dung hợp cùng với nàng, mạnh mẽ chống đỡ thiết quyền của Trần Khuynh Địch. Từ khí nhập thể, Huyền Lưu Ly chỉ giữ vững được 5 giây, sau đó pháp tướng Atula liền vỡ vụn, Phật môn kim thân của Huyền Lưu Ly cũng vỡ ra toàn bộ. Phẳng phất như một món đồ sứ tràn đầy vết dạn, vào thời điểm rơi trên mặt đất, mái tóc đỏ cũng khôi phục lại nguyên dạng, nghiễm nhiên là đã bị Trần Khuynh Địch đánh cho trở về nguyên hình sau khi ba người huyền lưu ly bị đánh bại, ở trước mặt của Tần Kiên Hoàng đã không còn có ai ngăn cản. Nhưng quyền thế của Trần Khuynh Địch lại không có một chút dấu hiệu suy nhược nào. Trong cái chớp nhoáng này, ở dưới sự chiếu rọi của tử khí, sắc mặt của Tần Kiên Hoàng trở nên trắng bệch trước đó chưa từng có. Tần Kiên Hoàng cảm thấy mình rất quan uổng, mặc dù nói trước khi tiến vào bí cảnh nàng đã chuẩn bị xong mưu đồ, liên hợp với hai mạch Phật, Đạo, cộng thêm bản thân nàng là ba vị võ đạo tông sư đã đủ để quét ngang toàn bộ bí cảnh thậm chí là tần kiền hoàng còn đã chuẩn bị kỹ càng vào thời khắc sống còn sẽ chuyển tay hồ chết huyền lưu ly dù sao thì huyền lưu ly ở bên trong các phe phải tiến vào bí cảnh lần này mặc dù là cùng phe với triều đình nhưng ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói lại là ở bên trận doanh của nhị hoàng tử không giống như nàng ở trong trận doanh của thái tử cuộc chiến ở giữa các hoàng tử từ trước cho đến nay cũng đều là vô cùng tàn khốc cuồng chi nếu như có một cái cơ hội có thể gây phiền phức cho phật môn tin rằng là đạo môn chắc chắn sẽ không cự tuyệt về phần trần khuynh địch Tân kiên hoàng vốn dĩ cũng coi hắn là địch nhân số một thậm chí là còn dự định vừa tiến vào bí cảnh liền đi tìm đối phương sau đó ba người sẽ vây công đánh bại đối phương nhưng mà trời ơi lòng ngạo thiên cùng với thái tử hoành dương lại giống như là kỳ đà cản muội không biết chui ra từ nơi nào trực tiếp cắt đứt kế hoạch của tần kiên hoàng Đầu tiên là Long Ngạo Thiên, cặp quỷ, ở trong tư liệu của Tần Kiền Hoàng, vị này hẳn là đang mất tích ở Tây Vực mới đúng, căn bản không tính được là đối phương sẽ xuất hiện ở trong bí cảnh, lại còn đột phá đến võ đạo Tông Sư. Về phần thái tử Hoành Dương, điều này càng làm cho Tần Kiền Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì thái tử Hoành Dương thế nhưng cũng là người của tiền triều Đại Chu. Đối phương lại dám một thân một mình đi đến thành thượng kinh, đế đô của triều đình đại càn, thật không biết là ở trong đầu của người này đã bị đứt dây thần kinh nào hay là đối phương căn bản không hề nghĩ tới rủi ro khi đến đây hai loại ngoại ý muốn xuất hiện không chỉ khiến cho toàn bộ kế hoạch của tần kiên hoàng sụp đổ thậm chí còn khiến cho nàng sớm bị thương tám thành phần thắng nguyên bản lập tức liền giảm xuống còn năm thành mà trước đó vài phút trần khuynh địch xuất hiện đã khiến cho tần kiên hoàng thấy được ánh dạng đông một lần nữa bởi vì ngay cả nàng cũng đều không ngờ được vị sát nhân cuồng ma xuất thân từ thuần dương cung này lại có năng lực kéo thù hận lớn đến như vậy ở trong năm vị võ đạo tông sư ở đây, thế mà có tới ba vị muốn đánh hắn, bản thân nàng làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng đây, huống hồ là Trần Khuynh Địch còn có thực lực không yếu. Vào thời điểm bản thân nàng bỏ đá xuống giếng tiến hành tiêu diệt hắn, nói không chừng là còn có thể âm thầm nghĩ biện pháp tiêu diệt Long Ngạo Thiên hoặc là Thái tử Hoành Dương, cứ như vậy, cục diện nguyên bản chia năm, năm nói không chừng sẽ lại có chỗ nghịch chuyển. Mà sự thật đã chứng minh, chiến cuộc thật đúng là đã nghịch chuyển hơn nữa còn là hướng về phía tần Kiên hoàng, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được Trần Khuynh Địch lại phát điên. Cho dù có chết cũng muốn đồng vu quy tận với nàng, đây là sai lầm chí mạng. Đáng giận. Hai mắt của tần Kiên hoàng trừng muốn nứt, nhìn chằm chặp Trần Khuynh Địch đang lao tới như bay, cỗ quyền ý khủng bố mà không có một chút nào sinh cơ nào kia đã khóa chặt nàng hoàn toàn đến mức mà ở trong tầm mắt lúc này của Tần Kiền Hoàng, ngoại trừ đạo thiết quyền màu xám cho kia thì không còn vật gì khác nữa, căn bản là cũng không có chỗ trống để né tránh. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Kiền Hoàng giao thủ cùng với Trần Khuynh Địch. Lần giao thủ đầu tiên là ở Viêm Hán Quốc, vào thời điểm đó Trần Khuynh Địch mặc dù cũng nắm giữ thực lực bất phàm, nhưng đối với nàng mà nói thì vẫn còn lộ ra sự non nớt. Nếu như thật sự đánh nhau thì nàng có tự tin là sẽ khắc địch chế thắng lần giao thủ thứ hai là ở Tây Cương Đạo. Vào thời điểm đó Trần Khuynh Địch cũng đã trưởng thành rất nhanh, mặc dù vào thời điểm đó nàng cũng không biểu lộ ra thực lực. Nhưng trên thực tế là nàng lại cảm thấy rất khiếp sợ, nếu như tiến hành chiến đấu sinh tử vào lúc đó mà nói, Tần Kiên Hoàng tự cho là cuối cùng cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mà hiện tại, vào lần giao thủ thứ ba, nàng thế mà lại không phải là đối thủ. Đừng nói dẫn. Người cho rằng ta không dám liều mạng hay sao? Tần Kiền Hoàng dùng hai tay kết ấn, ngũ sắc thần quang ở sau lưng hóa thành năm vòng sáng có màu sắc khác nhau khuếch tán ra, phảng phất như năm tòa tiểu thế giới gia trì ở trên người của nàng. Cố hào quang sáng chói kia quả thực là giống như đang bốc cháy, không ngừng kéo cao khí tức của Tần Kiền Hoàng lên, nhất đầy ở trong không trung. Đây là thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng. Cái gọi là huyết mạch phượng hoàng cũng không có nghĩa là ở trong cơ thể của Tần Kiền Hoàng sẽ chảy xuôi dòng máu phượng hoàng, mà là ở bên trong trái tim của nàng ẩn chứa tinh huyết phượng hoàng mà trái tim lại liên thông với mạch máu toàn thân dẫn đến máu tươi của tần kiền hoàng mới có đặc tính của phượng hoàng giống như là máu tươi của trần khuynh địch vậy mà nương tựa theo đặc tính sống lại của phượng hoàng thiêu đốt tinh huyết đối với tần kiền hoàng mà nói kỳ thật cũng không được tính là gì chỉ cần tinh huyết phượng hoàng vẫn còn vậy thì liền có thể khôi phục lại rất nhanh chỉ có tinh huyết phượng hoàng là khác biệt đây mới thật là sự là vật tiêu hao một khi thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng thì sẽ tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại nhưng so sánh với nhau, một khi thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng, Tần Kiền Hoàng liền có thể thu hoạch được lực lượng viễn siêu trước kia. Nếu như không phải là sau khi thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng rời khỏi bí cảnh sẽ tự động được trả về, Tần Kiền Hoàng cho dù có phải chết ở trong bí cảnh cũng sẽ không vận dụng phần lực lượng này. Ông mầm Ngũ sắc thần quang phấp phới theo chiều gió, hóa thành một chuôi phượng xí bát chảm đao, toàn thân được chế tạo từ thần kim năm màu. Trong nháy mắt xuất hiện liền tụ tập thiên địa lực lượng bốn phía ở trên mũi đao lộ ra một tia sắc bén đến cực hạn phảng phất như là có thể chém đứt toàn bộ thiên địa vậy tân cô đường gần như đồng thời chương chính nhất vốn dĩ đã kéo dài khoảng cách lại quay ngược trở về hắn tin rằng lúc này chính là cơ hội để hắn biểu hiện bản thân lật bàn tay một cái ở trong tay của chương chính nhất liền xuất hiện một con dấu vẻ ngoài không có gì lạ nhưng theo việc chương chính nhất ném nó lên không trung còn dấu lập tức đón gió căng phòng lên, đúng là trực tiếp hóa thành một phương thái cổ thần sơn thông thiên triệt địa, giống như núi đổ đập về phía Trần Khuynh Địch. Đây là phiên thiên ấn. Trường chính nhất thân làm chân truyền của đạo môn thế hệ này, hắn đã lĩnh ngộ mật thắng côn lôn cảnh ở trong bát cảnh đạo môn, lúc này mới trở thành đệ tử thân truyền của thiên tôn Thái Bình. Mà khối phiên thiên ấn này chính là do một thân võ đạo của hắn biến thành thì chuyển ra chính là Thái Sơn áp đỉnh đúng nghĩa, không có cách nào chống cự nhưng cuối cùng phiên thiên ấn cũng chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong chiến đấu bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuynh Địch hiện tại cũng không phải là đang chiến đấu bình thường, mà là đang hiểu mạng. Quyền ý xé rách thần sơn, núi đá kiên cố ở dưới sự ăn mòn của tử khí vô tận phẳng phất yếu ớt như là cát bụi vậy, trực tiếp bị Trần Khuynh Địch đánh xuyên qua đỉnh núi, mang theo dư uy nặng nề đánh vào bên trên phượng xí bát chàm đao do tần kiền hoàng thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng hóa thành. Một đạo vết đao sáng lên từ trên mi tâm của Trần Khuynh Địch, một giây sau, ý thức của hắn liền rơi vào trong bóng tối, mà gần như đồng thời, ánh sáng năm màu ở bên trên phượng xí bát chàm đau tan biến toàn bộ, tử khí màu xám rơi lên trên thân đao, ngay cả phong mang sắc bén cũng đều bị ăn mòn, cuối cùng ăn mòn toàn bộ thân đao. Chưa đạo đủ để bổ ra thiên địa, ở dưới sự ăn mòn của tử khí màu xám triệt để mục nát, lặng yên nứt gãy ở dưới một làn gió nhẹ, nhưng mà cuối cùng, tần kiền hoàng vẫn còn sống ở dưới tình huống Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Sương trọng thương ngã gục, Huyền Lưu Ly cùng với Trương Chính Nhất bị trọng thương, Tân Kiền Hoàng cuối cùng cũng đã cản lại được một đòn liều chết của Trần Khuynh Địch. Hơn nữa ở dưới sự gia trì của lực lượng thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng, không qua bao lâu nữa nàng liền có thể niết bàn trọng sinh, rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyết mạch Phượng Hoàng. Không tồi. Ý niệm tới đây, Tân Kiền Hoàng rút cục cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nở ra một nụ cười. Chỉ cần qua 10 giây nữa, nàng liền có thể khôi phục, phốc phốc. Không đợi Tân Kiền Hoàng nghĩ xong, ở trên ngực liền truyền đến một cỗ đau nhói kịch liệt, trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Khó khăn quay đầu lại, Tân Kiền Hoàng nhìn về phía sau lưng mình, thân thể nguyên bản đang không ngừng niết bàn hồi phục bởi vì một đau kia cũng trực tiếp bị cắt đứt hồi phục, mà ở phía sau của nàng, chính là Dương Xuân đang đỏ mắt vô cùng phẫn hận nhìn nàng. Người là. Đi chết đi, một giây sau, Trần Tiên Tiên liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tần Kiền Hoàng, Phật Đà Trấn Ma Đồ lại hiện ra, từ trên trời giáng xuống đập vào đỉnh đầu của Tần Kiền Hoàng. Tần Kiền Hoàng dãy dụa muốn bộc phát ra lực lượng còn lại trong cơ thể, nhưng lại thấy được một đôi mắt quỷ mị ở trước mặt, trong nháy mắt vậy mà lại bị tước đoạt tâm thần. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, nhấp hồn đoạt phách, không có bất kỳ sự trần chờ nào, ý thức của tần kiền hoàng cũng nối bước theo gót của trần khuynh địch rơi vào bên trong một mảng bóng tối thở ra một hơi dương xuân tiện tay hất đông hoàng đao trong tay lên thi thể của tần kiền hoàng tự nhiên cũng bay ra ngoài vào lúc rơi trên mặt đất đã bắt đầu dần dần phân giải hóa thành thiên địa nguyên khí trở về bí cảnh chỉ là sau khi làm xong tất cả những thứ này ở trên mặt của dương xuân cũng không lộ ra thần sắc mừng rỡ trái lại còn tràn đầy nộ khí trong hai mắt tràn đầy sự phẫn hận mà ở phía đối diện trần tiêm tiêm vừa mới đánh cho tần kiền hoàng một kích trí mạng còn có lạc tương tư sáng tạo ra cái cơ hội này hai người đồng dạng cũng đều lộ ra sắc mặt âm trầm nhất là sau khi nhìn thấy thi thể trần khuynh địch đã trở thành hai nửa đang dần dần phân giải sắc mặt của ba người lại trở nên càng kém đang chết không sao cả ở trong tòa bí cảnh này là sẽ không chân chính tử vong Đúng là sẽ không thực sự chết đi, chúng nữ thấp giọng lầm bầm nói, giống như là đang xác nhận cái gì đó, lại phảng phất như là đang nhấn mạnh cái gì đó. Trên thực tế, vào thời điểm lúc đầu Trần Khuynh Địch bị năm người tần kiền hoàng vây công, các nàng Dương Xuân Liên muốn xông ra. Ba người các nàng hợp lực với nhau là vẫn rất có lòng tin có thể ngăn lại một vị để cho sư huynh có chỗ chống phát huy, nhưng các nàng còn chưa thực hiện ý nghĩ của mình. Trần Khuynh Địch đã liều mạng, hơn nữa còn là liều mạng không thể nghịch chuyển sau khi phát giác ra được điểm này tiểu yêu liền lập tức lên tiếng ngăn cản ba người dương xuân này mau dừng lại cho ta người nói cái gì sư huynh đang bị người ta vây công đó chính là như vậy cho nên hiện tại các ngươi không thể lao ra tiểu khí lượn vòng quanh người của tiểu yêu trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của ba người dương xuân hãy ngẩng đầu lên mà nhìn một chút dương xuân ngươi còn chưa nhìn ra hay sao vị đại ca ca của ngươi đã bắt đầu liều mạng hơn nữa còn là liều mạng hoàn toàn không lưu lại bất kỳ một đường lui nào, hẳn là không qua bao lâu nữa sẽ phải chết. Chết. Không có đường lui, không qua bao lâu nữa, sẽ chết. Sư huynh sắp chết, vừa dứt lời, ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư gần như đồng thời rơi vào bên trong sự trì trệ, ánh mắt trở nên trống rỗng. Trong nháy mắt hoàn toàn mất đi khống chế đối với khí tức hợp đạo tôn giả của bản thân, mặt thấy là đã sắp triệt để bộc phát, tiểu yêu thấy vậy khóe mắt liền giật giật, vội vàng lớn tiếng nói, không phải là chết thật sự. Các ngươi đã quên rồi sao, ở trong tòa bí cảnh này cũng sẽ không chân chính tử vong. Cặp quỷ, ba người các ngươi đều là kẻ điên hay sao? À, đúng rồi. Sẽ không chết thật sự. Lời nói của tiểu yêu rõ ràng đã tạo ra hiệu tùa, khí tức cơ hồ muốn triệt để bùng nổ ở trên người của ba nữ rốt cục đã ổn định trở lại, ánh mắt cũng đều khôi phục lại sự linh động nhào nhào mang theo nghi ngờ mà nhìn tiểu yêu, mà tiểu yêu vào lúc này thì đang nhìn mái tóc hoa dâm của Trần Khuynh Địch ở trong ánh mắt ẩn hàm sự kính nể. Chuyện này còn phải nói hay sao? Đại ca ca của ngươi liều mạng như vậy, khẳng định là chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là vì các ngươi, trong cái chớp nhoáng này, phẳng phất như có một tia điện hiện lên, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có là tương tư đều lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra là đến cùng, ở nơi này đại ca ca của ngươi cũng là người có thực mạnh nhất, cũng chỉ có tên lỗ mụi châu đạo môn kia là có thể đánh ngang tay với hắn. Lấy thực lực của hắn căn bản là cũng không cần phải liều mạng, hoàn toàn có thể tiến hành đánh du kích, vừa đánh vừa lui tìm kiếm cơ hội là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không làm như thế, các ngươi cho rằng đó là vì cái gì, trần tiêm tiêm lộ ra sắc mặt phức tạp, nói khẽ, vì, chúng ta. Đúng là như thế, thần sắc của tiểu yêu trở nên nghiêm túc, gần từng chữ nói ra, hắn có thể vừa đánh vừa lui, nhưng mà các ngươi thì lại không làm được, cho nên Dương Xuân, đại ca ca của ngươi, Trần Khuynh địch hắn đã lựa chọn liều mạng. Hơn nữa còn là tử chiến không tiếc bất cứ giá nào. Hắn không chỉ muốn liều mạng, hơn nữa còn phải dùng hết toàn lực để trọng thương tất cả các địch thủ, sáng tạo cơ hội cho các ngươi. Sáng tạo cơ hội. Không sai. Chớ quên, các ngươi mặc dù còn chưa phải là võ đạo tông sư, nhưng ba vị hợp đạo tôn giả, cũng có năng lực chiến đấu không yếu ta tin rằng ý nghĩ của trần khuynh địch hẳn là sẽ trọng thương năm người vây công hắn sau đó sẽ do các ngươi tới quyết định thắng bại đây là sự tín nhiệm của hắn đối với các ngươi chẳng lẽ các ngươi muốn cô phụ tín nhiệm của hắn lao ra chịu chết không có ý nghĩa vào cái thời điểm này hay sao tiểu yêu vừa dứt lời trần khuynh địch liền ra quyền